Ok, xin chào các bạn. Hôm nay đầu xuân năm mới, mình sẽ làm một cái video nói về cái tính năng thay đổi trên Tesla Charger 2024. Hiện tại đang ở bản beta, thì các bạn có thể download trên trang Tesla download. Thì ở phiên bản Tesla 2024 này, thì chúng ta sẽ có cái tính năng về thay đổi về màu sắc cho đối tượng trong bản vẽ. Thì mình sẽ demo cái tính năng này để thiết lập về hiệu chỉnh một bản vẽ 3D cốt thép cho một cái dầm bê tông cốt thép. Tận dụng tính năng này để chúng ta có thể tùy biến và cũng chia sẻ cho các bạn cách thức để chúng ta tạo một cái bản vẽ 3D cốt thép cho cái cấu kiện dầm như thế nào. Ok, xin mời các bạn theo dõi. Bây giờ chúng ta sẽ mở Tesla 2024 lên. Ở đây thì mình về phần gọi là demo review về cái bản Tesla 2024 bản beta thì mình đã có làm một cái video trước. Thì trong video này mình sẽ không nói lại nhiều nữa. Ở đây mình sẽ chọn phần Environment Default và Configuration Diamond. Đăng ký vào OK. Thì mình sẽ làm một cái đơn giản, một cái dầm liên tục đơn giản đúng không? Chúng ta sẽ vẽ vào cái mô hình. Đây, chúng ta sẽ mở một cái mô hình. Rất là đơn giản thôi. Trên phiên bản 2024 này thì chúng ta sẽ có một cái tính năng đó là về color, thay đổi cái bảng lựa chọn đối tượng, cái bảng lựa chọn màu cho đối tượng trong bản vẽ của Tekla. Ok, đây thì chúng ta thấy hôm qua mình cũng đã làm rồi, đây mình sẽ làm lại cho các bạn xem. Đây mình sẽ xóa đi này. Ở đây ví dụ mình sẽ vẽ một cái đoạn dầm liên tục có ba cái nhịp như này. Sau đó mình sẽ vẽ một cái dầm. Đó. Chúng ta sẽ bắt điểm. Ok chưa? Rồi. Ở đây là phần setting, mình chưa có chỉnh cái phần bỏ phần hack đi, mình bỏ cái phần này và ưu sinh tắt cái phần net quad đi, bật cái zero legacy rendering. Sau đó mình sẽ mở lại model. Chúng ta sẽ bỏ cái phần đó, thực ra là mình thích bỏ phần đó đi thì nó nhìn nó sẽ nhẹ hơn. Đấy. Đó nhìn nó sẽ nhẹ hơn rất là nhiều. 2.4 này. Mình sẽ phải edit cho nó split. Rồi. Nó ra thành từng đoạn ạ. Ok. Sau đó sử dụng lệnh component 13 fitting. Để chúng ta sẽ fit. Fitting từng đoạn dầm này. Và các bạn sẽ sử dụng component Continuous reinforcement. Đây. Tất nhiên ở đây thì trước khi làm cái việc đó thì các bạn nhớ có động tác là các bạn gắn các cái cấu kiện này thành một cái catalyst. Catalyst. Rồi ok. Vậy chúng ta đã có một cái catalyst như này. Chúng ta sẽ mô hình cốt thép bằng công cụ Continuous Beam Reinforcement. Chúng ta sẽ select part. Các bạn sẽ select beam. Select column.
Các bạn giữ control. Các bạn sẽ khai báo cốt thép main này. Mình để grade thép là mark h này. Các bạn chọn D16 thôi nhé. Đây là bot tầm 3, mình cũng chọn D16 thôi. Rồi, phần thép đai mình để phi đường kính là 8. Rồi, cover rồi, cái này mình đã tạo cái ellipse rồi. Rồi, bending radius prefix top 3, khai báo này, bottom 3, stirrup, mình để spacing là 200. Và chúng ta sẽ có thép tăng cường hay không? Có tăng cường luôn, mình chọn size để phi 16 luôn nha. Rồi. Chỗ này thì mình cũng bẻ móc luôn. Bottom 3 mình cũng cho khai báo luôn. Rồi. Và finish. Để ý khoảng cách này 25. Đó, mà các bạn finish. Rồi. Chúng ta đã có một cái dầm có thép tăng cường này. Gia cường này có vẻ không ok lắm. Thôi rồi, cái này cũng không quan trọng lắm. Rồi, mình đang muốn nó làm bên dưới ở cái phần layer thứ hai kia. Không sao, các bạn chọn phần Catalyst, phần Assembly. Thì chúng ta sẽ thấy rằng ở đây chúng ta có một cái dầm như thế này. Và đã có cốt thép rồi, các bạn sẽ chọn ở chế độ là Select Assembly. Các chuột phải cho mình, chọn Grid View, chọn 3D View. Đó. Thì đây nó sẽ ra một cái view 3D như thế này. Mình sẽ về cái view 3D này. Thì ở đây tuy nhiên là nếu mình dùng chọn cái chế độ là basic, cái bây giờ cái view của cái thằng Catalyst như vậy thì nó sẽ cũng sâu lên các cái riêng cái view của cái cấu kiện này. Tuy nhiên mình muốn hiện nó cả những cấu kiện xung quanh nữa, tất nhiên mình sử dụng cái tính năng label path. Thì cách một là mình dùng tính năng label path, ví dụ mình tạo bản vẽ catalyst cho nó. Đây mình tạo grid propagation drawing. Thì các bạn có thể là cách một này, mình sẽ chọn ở chế độ catalyst, mình sẽ numbering đấy nhé, number modify object. Rồi. Thì đây mình sẽ chọn bằng tính năng grid propagation drawing. Rồi. Mình sẽ tạo một cái bản vẽ này. Rồi, vào document manager. Chúng ta sẽ dỡ bản vẽ catalyst ra. Ok. Thì ở đây là nó đã có các cái view front, nhưng mà top và bottom mình không mình muốn lấy cái view 3D thôi. Thì mình sẽ phần view creation mình sẽ để off hết đi. Và mình để cái perfect tip recreate lại. Rồi. Cái perfect tip này thì nó lại đây. Chưa ok theo ý của mình. Thì ở đây mình sẽ tạo lại. Các bạn có thể vào view, các bạn có thể chọn là view of path, chọn 3D view. Đấy, thì nó cũng ra như này. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ vào đây. Và chúng ta sẽ lưu lại, tắt đi. Vào document manager. Thì chúng ta có thể tích hoạt sử dụng cái tính năng này. Để chúng ta kết nối từ view của bản vẽ đến mô hình, kích vào đây.
Đây thì khi này cái view này của chúng ta nó đã được highlight trên mô đồ. Đấy. Chúng ta kích vào cái vùng cái viền này thì nó sẽ được highlight cái vùng viền của cái đối tượng lên, và chúng ta bắt đầu có thể chỉnh sửa cái kéo thả cái view này cho nó rộng ra. Thì mình sẽ kéo nó rộng ra nhé. Đấy. Phần bếp bên này thì cho thêm là để bao được cả cái phần cột. Mình kích vào cái mặt này và kéo này. Rồi, kích vào cái mặt này kéo này. Kích cái mặt này kéo này. Và chúng ta sẽ kéo cả cái mặt bên dưới nữa. Đây. Để chúng ta kéo dài, kéo dài cái phạm vi để chúng ta nhìn thấy cả cái cột nữa. Đó. Các bạn kéo theo cả bên này. Ok. Nó trên một chút. Rồi. Chúng ta sẽ xếp này, kích vào đây. Các bạn kích vào xếp trên. Và các bạn mở cái view này. Đó. Tuy nhiên cái hướng nhìn của cái view này nó đang chưa được là cái view 3D. À, cho lên. Chúng ta cần phải điều chỉnh một chút xíu ở đây. Mình sẽ tắt nó đi. Bật Document Manager lại. Rồi. Kích vào cái view này. Và Direct Modification xem nó có gì đặc biệt không. Show Rotation Handle. Đây. Rồi clip plan này. Thì chúng ta dùng bật cái ellipse cho nên là cái này nó đang bị không theo hướng cái view 3D này. Không sao, mình sẽ lưu nó vào này. Mở lên thôi. À, ok. Nó xoay đấy. Được rồi đấy. Tức là nó khi các bạn kích vào 3D mà chúng ta kích vào cái tính năng là Show Drawing View in the Model for Selected Drawing, thì mà chúng ta kích hoạt cái tính năng Show View xoay cái hướng nhìn này thì chúng ta sẽ xoay được cái cho phép chúng ta xoay được cái view trên 3D luôn, rất là tiện. Ok rồi, bây giờ nhiệm vụ của chúng ta khá là đơn giản. Mình sẽ cắt chỗ này để điều chỉnh cái màu nền về màu đen đã. Black True. Ok. Và mình sẽ mở lại cái bản vẽ này. Rồi, ấn B này. Rồi. Thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái đối tượng, các đối tượng này, kích thước vào đây, các bạn sẽ chọn cái thôi mình sửa thẳng cái đối tượng cái view của đối tượng này. Cái view này luôn. Mình vào phần reinforcement mình sẽ để on lên. Để show on lên, để fill line và show on lên. Modify. Đó. Sau đó bây giờ mình sẽ close this. Thì các cái đối tượng trong bản vẽ này, ví dụ thép đai đi, thì bây giờ chúng ta để cái chế độ color và cho phép chúng ta điều chỉnh nhiều cái chế độ color hơn. Ví dụ mình để thép đai mình sẽ để cái màu này và modify này. Đó. Mình để màu khác cho nó đậm một chút, cho nó nổi bật chút màu xanh này đi. Rồi. Và mình chọn tất cả các cái thép đai khác cũng đều như vậy luôn. Chọn ba cái cùng một lúc và để chung một cái màu. Đó. Tiếp tục là thép chủ này. Thép chủ thì mình sẽ để cái màu màu này đi. Đó. Thép tăng cường để cái màu đây, đây màu này đi, đó, đấy thép tăng cường,
Rồi. Đấy là cách đấy là để có cái sự khác biệt giữa phiên bản cũ và phiên bản mới là chúng ta có một cái điều chỉnh màu sắc của cái đối tượng trong bản vẽ. Ở đây mình đã sử dụng nó để tính năng điều chỉnh cho các phần cốt thép. Đó. Cho cái view 3D thì cho nó ấn tượng hơn. Rồi. Ok. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ phải làm sao để điều chỉnh cái sâu lên cái phần column ở đây. Chúng ta sẽ vào property. Cái lúc vào các bạn sẽ chọn cái phần property. Phần label bar các bạn sẽ chọn cho mình là by extreme modify. Thì nó hiện lên cả phần column. Tất cả phần column ở đây. Đó. Phần label bar mark thì mình sẽ remove đi, không cần sâu lên. Đó. Và phần label bar thì chúng ta sẽ để là phần content. Chúng ta sẽ để let thấy nhé các bạn nhé. Đó. Phần appearance, phần color đây. Chúng ta sẽ để đây chọn theo bảng color của mới của tekla. Ví dụ mình chọn là màu cho màu xám mà đi nhé. Ok. Đó. Phần pathway các bạn cũng có thể điều chỉnh được cái màu mới. Đó. Ví dụ để pathway mình để cũng là màu xám đi. Đó. Hoặc là để cái chế độ hack khác. Đó, nhìn nó sẽ luôn bật cái phần column này ra. Phần dầm. Phần dầm các bạn có thể điều chỉnh cái phần bê tông ấy, chúng ta có thể điều chỉnh cái phần fill. Phần pathway các bạn để automatic đi. Và chọn cái màu giống như cái màu đây màu này đi. Đó. Rồi. Nào, màu xanh mình sẽ đổi sang cái màu này. Đó, ok chưa? Rồi. Còn các đối tượng là các cái cột mình sẽ để phần label bar. Phần này là hardware solid. Mình sẽ để cái màu đậm hơn một chút. Đó. Ok, như vậy thì chúng ta đã thử nghiệm cái bảng color mới ở trên Tekla Texture bản 2024 để điều chỉnh về cái phần màu sắc cho phần bản vẽ 3D của cốt thép. Nhìn nó khá là ấn tượng và màu nó tùy biến hơn rất là nhiều. Thì cái này có cái lợi là khi chúng ta tận dụng cái này để chúng ta làm bản vẽ 3D cho cốt thép thì nhìn nó sẽ khá là bắt mắt. Và khi chúng ta in ở chế độ view 3D khi ta in in ở chế độ 3D in màu thì nó ra bản vẽ rất là đẹp. Đây. Mình xem cái này nó đang là bản vẽ A2. Đó. Mà mình sẽ in trên bản vẽ 3D. Đây. Thì khi như vậy chúng ta ra cái bản vẽ 3D này nhìn nó rất là ấn tượng đấy, so với cả cách các cái màu trước đây. Đó, nhìn rất là bắt mắt. Thì đây là cái điểm mới về ứng dụng cho phần màu sắc của bản vẽ trên Tekla 2024 cho phần bản vẽ 3D cốt thép. Ở đây các bạn có thể điều chỉnh ở cái phần màu sắc của đối tượng đây và cũng
Và cũng có một sự thay đổi ở đây, đó là baseline width, rồi cái phần cái bảng color này chúng ta có thể điều chỉnh bằng cách là thêm bớt. Đấy. Từ nó tự động add on color từ bản vẽ và điều chỉnh theo cái màu sắc ở đây. Rất là hay. Rất là tiện dụng luôn, cực kỳ hay. Còn đây là chúng ta thì có thể add từng cái color một. Còn đây là chúng ta add on color from current drawing view. Đó. Để chúng ta có cái màu sắc ra. Đấy. Và điều chỉnh cái đường led in của nó đây. Rất là hay. Ok, mà rất là hy vọng sẽ đem lại cái kiến thức bổ ích cho các bạn về qua video này. Rất là hy vọng sẽ có sự đón nhận từ các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.